Em chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của em ha. Đây thông tin mua hàng mọi người liên hệ ở trên đây ha. Là em có ghi đầy đủ là số điện thoại nè 0348 3083 ha. Rồi khách hàng mới rồi vui lòng chuyển khoản em gửi hàng ha. Rồi khách mua quen rồi em ship COD luôn. Hoặc là chuyển khoản thì thông báo trước giùm em. Giá thì chưa bao gồm phí ship. Rồi hôm nay là video có mã 265 ha. Em lên mấy món đồ sau đây ha. Đây này có cái đồng hồ của Nhật rất là đẹp luôn mọi người. Cái đồng hồ Made in Japan sản xuất ha. Mặt kính size rất là to nè. Rất to luôn. Cái này treo trong nhà mà dạng nhà cũng to to xíu á, nó rất là sang và nó đẹp. Rồi cái hùng nhôm, vỏ nhôm của Mayta. Rồi dây an toàn nè. Rồi con dây an toàn này rất là VIP. Cộng này nói chung nó có cái đệm để cho nó êm mọi người nè. Có thêm cái phòng đệm rất là mới. Rồi mấy cái bút Mỹ nè ha, bút bi lấy dấu. Rồi cây súng sơn, đây súng sơn của Nhật, tình trạng rất ok đẹp. Rồi hai cái quạt hút nè, quạt hút chì. Rồi cái đồng hồ cơ dạng để bàn chặn giấy á mọi người ha. Rồi cái đội là con lăn để mình sử dụng. Rồi để em giới thiệu chi tiết ha. Đây, đầu tiên là con đồng hồ nè, hoàn hảo luôn. Nội địa Nhật, Made in Japan sản xuất. Made in Japan từ trong máy đến vỏ ha, nguyên viên. Nào, trên vỏ cũng ghi Japan nữa hả? Rồi đồng hồ này đặc biệt nó có nhạc nha mọi người. Đúng một tiếng đồng hồ nó sẽ báo điểm nhạc ha. Nó báo nhạc cho mình biết là đúng một tiếng đồng hồ nó sẽ điểm một lần. Đây. Còn cái quả lắc này mình treo thẳng đứng trên tường á, treo lên nó sẽ lắc như vậy ha. Lắc hoài như vậy. Muốn khóa lại thì cũng được ha. Là khóa là mọi người gạn lên đây ha. Rồi gạn lên đây là khóa ha. Rồi đây là cái móc treo nè, bằng thép. Rồi cái nhạc mình muốn thử nghe thử bài á, mình chọn bài cho cái chuông nó bấm vô đây ha. Đó. Bấm nút này nè. Chọn bài. Khi điểm nhạc nó sẽ, cái tượng này nó sẽ hoạt động luôn. Rất là hay đó. Rồi chọn bài nhạc khác. Hiện tại thì nó đang trời đang mưa mọi người nên hơi ồn tí ha. Chuông nó nghe rất là hay luôn. Cái chuông nhạc nè. Âm lượng mình có thể điều chỉnh nha. Điều chỉnh đây nè. Giảm. Đây có thể tắt âm lượng luôn nè. Tắt chuông. Rồi cái này nó có khuyết điểm là nó bị rơi cái nắp pin ha. Này nắp pin đây nè. Mọi người về xài á, có thể mình lấy cái miếng giấy mình che lại ha, để nó bớt bụi vô thôi, chứ nó hoàn toàn nó cũng không có thấy, tại vì treo nó mặt sau thôi.
đem đo kích thước à. Con hồ này chiều cao nó 49 cm nha, 49 cm. Bề ngang là 45.5. Độ dài là 10 phân ha, độ dài. Khá là to luôn á, size to. Rồi con đồng hồ này mã số 1 ha, 2 triệu. Đây. Ở đây nó gần tới tiếng đồng hồ rồi nè, anh bật lên để lát nữa nó sẽ tự động nó điểm nhạc đó. Đây, nó gần tới 11 giờ nè, xíu nữa mọi người sẽ nghe nó điểm nhạc. Rồi số 2 là cái hùng đựng đồ của Makita cho mọi người nè, Makita Nhật ha, cái hộp đựng đồ. Đây, bên trong nó có lót mút chống sóc ha. Cái này là để phân chia cái ô cái ngăn ra mọi người. Đây. Đó, nó đúng tiếng đồng hồ nó sẽ điểm nhạc đó, nó tự nó điểm. Nè, thấy không? Rồi cái hộp này mọi người có thể chia ngăn ra nè. Đó, ví dụ mình chia ngăn vậy ha, để dụng cụ này kia. Đây có cái túi vải. Cái chân này rồi đi nhận nha, nó quý cái là nó bị cắn, nó mớp đây luôn rồi à. Cắn mớp nữa hả, nó mớp một vài chỗ đó à. Bên trong thì ok, chứ mọi người cần xài chống sóc rồi tốt thì xài cái này đó. Rồi kích thước cái hùng này là 32 x 20 x 8.9, 32 x 29 cm thôi. Rồi bán rẻ 300.000 không mọi người, 300.000 mã số 2 ha. Tiếp theo là một cây cưa, lưỡi cưa Nhật chưa sử dụng, lưỡi cưa Nhật máy tiên chi ban chưa sử dụng à. Lưỡi này size 30 nè. Rồi 100.000 ha, lưỡi cho bác về gắn lên cưa cầm tay hoặc là cưa cành trên cao ha, đều ok hết. Lưỡi mới tên chưa sử dụng. Rồi về đây, về hai cây đây, cây lấy dấu rồi mọi người ha. Lấy dấu nào, cây số 4 và cây số 5 nè ha, tầm giá 300.000. Đây, cây này gõ nhiều á. Ở đây mình có thể điều chỉnh nặng nhẹ nó ha.
mũi rất là nhọn nha mọi người, mũi còn rất là ok. Hợp kim, cái này hợp kim thép nên rất là cứng nè. Đó, bún vô là nó bún ra nè. Để điều chỉnh đây. Đó, điều chỉnh nó nhẹ hơn hoặc là nó mạnh, mạnh nó nặng thì điều chỉnh đây nha. Rồi nha. Rồi, cây màu xanh là mã số 4 ha, 300 ngàn. Cây này bằng kim loại hết. Mũi cũng hợp kim, rất là cứng. Đây, cái lên đây cũng điều chỉnh được nha. Đây. Búng rất là mạnh. Đây. Đây. Rồi, cây hợp kim cây bằng kim loại nè. Mã số 5 nha, 300 ngàn. Rồi, nay về được cái đồng hồ xưa của Đức nha mọi người. Thương hiệu này của Đức là xưa của châu Âu. Bằng lên cót, dây cót và cơ cót ha, nhẫn cót. Đây nó nứt mặt mica xíu không? Cái này nó bằng mặt mica nha mọi người. Dây rất là đẹp luôn nè, dây đẹp lắm. Dây có chốt, ốc rồi đàng hoàng không? Còn dây rất là xịn. Rồi nhưng mà cái là nó bị cái cót á, hồi mới về á là nó chạy bình thường nha mọi người. Em lên sao mà nó cứng luôn rồi. Hiện tại nó bị kẹt cái cót luôn rồi. Lên rồi, nó cứng rồi. Không biết cách nào xả ra. Rồi em có mở cái nắp đít ra xem nè ha. Nó như vậy ha. Chỉ xem thôi ha, chưa có làm gì hết. Chung chỉ mở coi thôi chứ không có biết sửa ha. Đó. Cót xưa lắm. Dòng xưa nó không có cái gon luôn nha mọi người. À, nắp nó chỉ chụp lên thôi à, không hoàn toàn không có cái gòn để chống nước nha. Mấy dòng xưa cơ cổ rồi là không có chống nước rồi à, cái nắp đít luôn. Đây chung là khá là tiếc nhưng mà bán rẻ cho mọi người. Mấy bác nào biết dọc sửa không, mới về thì nó chạy ok bình thường hết, lên có chạy đầy đủ, lắc cái là chạy. Em lên sao cái nó cứng luôn, nó cứng nha chứ không phải là tuột gì kẹt đó. Bên trong răng nó màu vàng hết. Cái nắp đít là ập lên ha, nắp đít là nhận vô chứ không phải xoay luôn rồi, làm cái răng mình tưởng nó xoay nhưng mà nó ập lên thôi, ập lên ép vô, ép xuống rồi nó cứng. Rồi em để vậy luôn ha, cho bác nào giờ biết dọc. Hiện tại là cái cót nó cứng nè, đó em lên nó quá hay sao mà nó cứng ngắc cái nó kẹt luôn. Mặt mica có dạ quang nha, tối nó ban ngày nó nạp ánh sáng cái tối nó dạ quang rồi nha mọi người, có ô lực luôn. Mica lòi lên, cộng dây này không rất là đẹp luôn nha, cộng dây còn rất là đẹp luôn. Dây kim loại đặc rất đẹp. Cái mặt cho người coi nè, luôn nấm 37 cm. Rồi 400 ngàn nha mọi người, mã số 6 ha, như bán sát thôi mọi người.
cái cơ khớp lên dây lên cốt sát nè. Đó, mấy bác nào biết dọc thì mua về xử ha. Rồi về tiếp hai cây bút bút bi của Mỹ nè. Rồi. Cây vỏ kim loại nha mọi người, vỏ kim loại nhưng rất là nhẹ. Đặc biệt nó rất là nhẹ. Cầm mà như không cầm nhưng mà nó rất là nhẹ luôn. À. Mực đã nạp lại rất là ok đó rồi. Chứ cái này nó hàng xưa, nó mấy chục năm mà sẽ hết mực hoặc là mực nó bị chai đi. Nạp ruột lại hoặc là thay ruột ha. Đó, à. Thay cái ruột này rồi. Xài ok hết. Vỏ kim loại hết ha. Kích thước rất là nhỏ gọn. À. 12 cm ha. Rồi con này mã số 7 ha, 300.000. Số 8 nè. Cũng một cây bút hãng Mỹ. À xưa đã nạp mực lại rồi, xài ok hết. Mọi người xài mốt hết mực thì cứ nạp cái ruột khác vô ha, thì xài tiếp. À, full kim loại hết nha. À, đây có đường chỉ nó mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Rồi mã 8 ha, 250.000. Rồi tiếp theo một con dây gàn đồ nè mọi người. Gàn đồ của dạ. À, dây gàn đồ của Made in USA. À, hàng của Mỹ. Cực kỳ xịn luôn. Hàng Mỹ. Mỹ khỏi bàn luôn. Cầm dây rất là sướng. Rồi dây này là gàn nhanh luôn rồi. À. Gàn nhanh đồ lên ít xe rồi này kia. Đó. Gàng lên rồi ha, người rút vậy. Đó. Rút vậy. Rồi nó sẽ siết lại ha, siết một chiều nữa ha. Không có tụt ra được. Bảo đảm không thể nào tụt ra được. Siết vô, càng siết càng chặt rồi. Muốn xả mọi người bấm xuống nè. Bấm này xuống ha. Rồi xả. Đó. Xả nha. Vậy thôi. Rồi hai móc zin hết. Rồi dây này nó dài độ khoảng, rồi đo luôn móc cỡ 1m7 nha mọi người. Rồi tới đáy móc luôn là 1m7 á. Rồi có một con duy nhất thôi của Mỹ, Made in USA luôn. 400.000 nha, mã 9. Rồi nay về với bộ thắt lưng an toàn nè. Cái bộ này nó có cái đệm lưng rất là êm luôn mọi người nè. Còn cái mút đệm lưng nè, đệm cái thắt lưng mình thấy không. Đây cũng mới còn rất là cao luôn. Hãng Fuji Denko Japan sản xuất. Đây mang vô nó sẽ như vậy ha. Đó. Đây có cái lỗ mình có thể treo đồ được nè. Fuji Denko nè. Có tiền cho băng ha. Có tiền cho băng. Rất là mới. Rồi ở đây mình có thể móc nè. Móc cái móc này vô nè mọi người. Leo trèo á. Móc cái móc này vô cho nó gọn ha.
cái này phù hợp với bác leo dừa, leo cây, tỉa tàn cây nữa, nó rất là an tâm. Leo lên cây rồi vòng cái này vô cái thân cây rồi cái móc ngược lại đây xong ha, sẽ an toàn cho mình. Đó. Cái này mang êm lắm, dày lắm nè. Mở ra hắt vô thôi. Đó. Dễ rồi. Để đo cái cụm dây à, dây này size nó cũng khá là to, nhưng mà này, nhìn này. Dây này 12 ly nha, đây này gần 12 ly mà. Đó 1.5 mấy nè. Dây này 1,5 mét nha mọi người. Dây dài 1,5 mét. Rồi còn cái tem giấy luôn nè. Cái này nó nhưng nó ít xài như chưa xài nè. Này giống như hàng mới chưa xài nè. Mã số 10 nha, 650 ngàn. Rồi nó về lại cái súng sơn nè. Súng phun sơn tường đó mọi người. Sơn nhà đó. Cũng cái loại sơn mà giống như bột á, nó to to, hạt to á. Nó xài súng này nè, người coi cái bầu bự không? Đó. Bầu này mấy lít đó? Coi. Nó khoảng hơn lít. Gần 2 lít, lít rưỡi 2 lít nè. Tình trạng hoàn hảo. Phun thử rồi rất là ok, kín hết nhưng mà ngon lành. Nè, ngoại hình rất là đẹp luôn. Của Mary ha. Mary Japan đó. Đùi hơi nè. À, cái này nó không có nắp luôn à. Nó kiểu nó vậy nha ha. Kiểu nó trần vậy. Cầm phun ha nè, nhìn nè. Chế vô đài phun rồi hả? Nữa. Qua để máng luôn. À, cái bé rất là to nha. 4.0 mm nha mọi người nè. Quá đẹp luôn. Mới tinh nha, trong không có dính bột luôn. Cây này về trong không có dính. Đó. Con ốc bằng đồng luôn người à, cái đáy nó bằng đồng á, nguyên cái khúc nói nó bằng đồng thôi. Bầu bằng inox hoàn toàn luôn người nè, full inox ha. Súng bằng nhôm, full cây bằng nhôm hết, đầu inox ha. Wow, quên cây này không có hết luôn. Có cái cò với cái đuôi hơi là nó hết thành full nhôm với inox. Inox Nhật. Đây nó mớp tí xíu. Không ảnh hưởng gì. Quá đẹp và hiếm. Rất ít gặp luôn rồi.
Rồi. Súng này chỉ 1,6 triệu nha mọi người. Mã 11 ha. 1,6 triệu. Rồi tiếp theo một con đội cho mấy bác chuyên xài cưa cắt, cưa gỗ, cưa này cưa kia ha, cưa tay luôn. Những cái đồ mình cưa nó nặng mà nó dài á, mình để kê một đầu lên đây ha, một đầu mình cầm hoặc là mình để trên máy đó. Khi mà cưa cái mình di chuyển tới nó sẽ nhờ cái con lăn này ha, nó tự nó lăn cái đợt mình đi tới ha, rất là tiện. Con đội rulo ha, có cái rulo lăn đây, hàng Makita Japan ha. Nào. Của Makita nó rớt theo máy của mấy máy cưa này kia, mấy máy cưa bự bự Makita. Đây con lăn này. Rồi đặc biệt nó có thể nâng cao lên nữa nha mọi người. Dù đặt dưới mặt bàn á, cái máy mình nó cao hơn thì cái này nè, mình bắt chết dưới mặt bàn ha. Nhưng mà cái khúc này mình có thể nâng lên nè. Rất là hay. Đó. Rồi, nó nâng tối đa lên vô đây nè ha. Đây, chiều cao nâng tối đa lên được 10 gần 14 cm thôi. 14 cm. Dưới lên trên đúng 14. Lên tới đỉnh con lăn 14 cm. Rồi, cái gù lô này nó dài, cái bánh gù lô là 25 ha. Dưới nè. Rồi con đội rulo này có mã 12 ha, 700.000 nha mọi người. Giá bán 700.000. Rất là đẹp, hoàn hảo, không có khuyết gì hết. Đó. Rồi tiếp theo một cái đồng hồ để bàn dạng đó. Nó bằng thủy tinh nha mọi người nè. Bằng thủy tinh ha. Nó giống như cục chặn giấy nha mọi người. Đây. Thiết kế cơ nha. Dạng cơ. Cơ quay dây cót ha, nè. Đây, mình lại có mình quay về nè ha. Quay lên. Quay vừa thôi nha. Chung như có này nó ngoài nhiều quá nó cứng luôn. Rồi. Lên có rồi cái nó sẽ tự nó quay ha. Tự chạy đó. Mỗi lần lên về nó chạy cũng mấy tiếng luôn mọi người. Chung không có, chưa có thử, thấy để cũng được mấy tiếng đồng hồ. Rồi cái mặt dưới đây nó vác để cho nó đứng trên mặt bàn nè, bác để làm cái cục chặn giấy trên bàn rất là sang luôn ha, và nó đẹp. Nè, kiểu Omega. Cái này nó có đường kính là khoảng 5,5 cm thôi. Đó. Full niền này nó làm bằng đồng hết luôn. Nè, niền bằng đồng ha. Cái này thủy tinh. Làm như quả cầu vậy ha.
Rồi, cái quả cầu này mã số 13 ha, 700 ngàn. Rồi đây về hai cây quạt hút 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 chì. Quạt hút chì của Haco nha, zin Haco nội địa mắc in Nhật Bản. Hai con. Là một con có dây nha mọi người. Một con nguyên dây nguyên zin. Còn con này nó đứt dây rồi. Em không có dây hết dây hết rồi nên bán vậy luôn ha. Dây mọi người dây nói cái dây ra cái chuôi cắm ha, xài. À, cái chân này nó hơi cong xíu nữa nè. Mọi người giờ mở ra rồi uống lại ha. Đứng hơi khó, đứng gì. Rồi. Điện 100V nè mọi người ha. Có công tắc ở đây ha. Đây. Nên giao băng điện 100V. 16W ha. Rồi em thử điện vô cho mọi người xem nó chạy như thế nào nè ha. Rồi có điện rồi nè, bật lên. Đó. Nó là hút cho mọi người, nó hút mặt trước này nè. Rồi nó sẽ hút ra mặt sau, thổi ra. Khá là êm. Rồi con này cũng chạy như vậy ha, test ok rồi, chạy ok, cũng hết e da băng hay cha. Con này cái màu nó còn trắng nè, con này nó ngà đi ha. Đó hai con, con này đây nó bị cấn, nó nứt xíu nha mọi người nè. Nứt thì đường rồi hai con ha. Con có dây thì 4,5 nha mọi người nè, mã 15 ha. Con này mã 14 nha mọi người, 400 ngàn, không có dây. Con 15 thì 4,5 nha. Rồi. Rồi hết rồi. Em kết thúc video ở đây ha. Cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp nha.